Hôm nay tôi giới thiệu với các bạn một cái mẫu máy chiếu chính hãng của Dell. Đó là Dell 1210S. Máy chiếu Dell 1210S là cái mẫu máy chiếu sử dụng công nghệ DLP của hãng Dell. Như các bạn đã biết thì Dell là một trong những cái hãng sản xuất thiết bị điện tử tin học hàng đầu tại thị trường của Mỹ. Chúng ta đã từng sử dụng rất nhiều các cái máy tính, laptop, màn hình LCD và các cái thiết bị tin học khác của Dell. Là một trong những hãng mà chuyên sản xuất về thiết bị điện tử và tập trung vào cái lĩnh vực công nghệ cao như là máy tính, laptop, camera. Rồi hiện tại thì chúng ta lại được sử dụng máy chiếu của Dell nữa. Rất nhiều các thiết bị của Dell được người sử dụng đánh giá cao bởi chất lượng ổn định cũng như là chế độ bảo hành khá là ok. Dell 1210S là cái dòng máy có nhiều cổng kết nối, hai cổng computer S video rồi cổng USB, cổng Vega out, rồi cổng audio in out, rất nhiều các cái cổng luôn. Đây là một cái mẫu máy mà chúng ta có thể lựa chọn để sử dụng để xem phim gia đình, dạy học, thuyết trình bán hàng, vân vân. Với độ sáng là 2500 đến 2700 maxi lumen, độ phân giải S Vega 800-600 và có khả năng chiếu được độ phân giải Full HD thì Dell 1210S có thể sử dụng được ở hầu hết các cái lĩnh vực dạy học, thuyết trình, xem phim, xem bóng đá, vân vân. Hôm nay chúng ta đã được trải nghiệm cái mẫu máy chiếu Dell 1210S. Các bạn muốn có thêm các thông tin hãy truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ là maychiếu.com. Cảm ơn các bạn đã cùng tôi trải nghiệm về sản phẩm này.